đừng mua bán bất động sản bằng hợp đồng ủy quyền nếu không biết ba cái rủi ro này trên thực tế nhiều nhà đầu tư ký hợp đồng ủy quyền khi mà giao dịch bất động sản tuy nhiên thì không phải ai cũng lường trước được ba rủi ro sau thứ nhất việc chuyển nhượng không có hiệu lực khoản 3 điều 188 luật đất đai 2013 đã quy định việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc là phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Như vậy, việc chuyển nhượng phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Vì vậy, mua bán bằng hợp đồng ủy quyền thì không thể nào mà chứng minh được cái việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực. Thứ hai, bên ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền. Vì là hợp đồng ủy quyền cho nên bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Và nội dung này được quy định rõ tại điều 569 Bộ luật dân sự 2015 như sau: Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại. Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt và thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý. Thứ ba, hợp đồng ủy quyền chấm dứt nếu một trong các bên điều 422 của Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau: Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây: 1. Hợp đồng đã được hoàn thành. 2 theo thỏa thuận của các bên, ba cá nhân giao kết hợp đồng. Như vậy nếu bạn đang có kế hoạch ký hợp đồng ủy quyền khi giao dịch bất động sản, hãy thật thận trọng và lường trước các cái rủi ro các bạn nhé.